Phúc Bình Dương Vlog xin kính chào quý cô chú anh chị em. Mọi người xem video của Phúc thấy hấp dẫn hãy nhấn like và đăng ký nhấn chuông để nhận thông báo khi phát video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Hello, chào các bạn nha. Hôm nay cũng tối rồi. Phúc mới đi công việc về các bạn. Phúc xin chúc cho các bạn một ngày mới tốt lành, hạnh phúc và thành công nha các bạn. Hôm nay Phúc làm một món, đó là cá chim luộc với lại trái thơm và đẳng sâm, trong đó có củ đương quy và kỷ tử nữa các bạn. Cái này để những cái gia vị đó để ăn tẩm bổ và bổ sức khỏe các bạn. Đặc biệt là cái đó ăn thì nó sẽ tăng cường cái sinh lý nam giới các bạn, cho nên là hôm nay Phúc chia sẻ các bạn để biết để nấu thường ngày những cái món bình thường cũng được, cá cũng được và thịt heo cũng được, nhưng mà những cái gia vị đó như là đẳng sâm nè, kỷ tử nè, đương quy nè, nó rất rẻ các bạn, cho nên các bạn mua để nấu nướng cho gia đình ăn các bạn rất là tốt. Thôi bây giờ Phúc mời các bạn sẽ vào bếp để nấu cái món cá chim luộc với lại trái thơm và đẳng sâm, củ đương quy, kỹ tử nha các bạn. Mời các bạn. Đây nè các bạn, đây là con cá chim to lắm các bạn, con này 2,3 kg nè các bạn. Đây các bạn, cá chim Phúc mới làm xong. Còn đây các gia vị nè các bạn, kỹ tử, đẳng sâm, chậu quế, đại hồi. Đây là củ đương quy các bạn. Củ đương quy này tươi nhưng mà Phúc bỏ vào cái tủ mát lạnh nó bị khô các bạn. Còn đây là một trái thơm. Trái thơm này nó bán mùi tanh của cá và nó làm hương vị thơm và chua ngọt nha các bạn. Đây là ớt khô các bạn. Nước mắm, đường và muối. Các bạn ăn gia vị sao các bạn cứ niêm theo cái sở thích các bạn, còn Phúc thì chỉ ăn như tao thôi. Đặc biệt là như con cá này nó tanh cho nên là Phúc không có ăn bột ngọt, nên Phúc không có bỏ bột ngọt các bạn. Còn đây là tinh bột nghệ để cho nó vàng con cá cho đẹp các bạn. Thôi giờ Phúc sẽ vào bếp để nấu các bạn. Đây này các bạn, thôi giờ Phúc sẽ bỏ cái trái thơm vào trước các bạn. Đây các bạn, mình chắc cho nó đều để tí xíu mình để cá lên các bạn. Đúng rồi, thơm, nó thơm thiệt luôn các bạn, ngọt lắm các bạn, nãy Phúc ăn thử nó thích ngọt, ăn đã lắm các bạn. Đây là gạo quế, đại hồi và kỷ tử các bạn. Kỷ tử ăn nó sẽ hỗ trợ sáng mắt rất tốt các bạn. Đây là đẳng sâm, đẳng sâm này Phúc sẽ để dài không cắt ra, để tí xíu nữa ăn luôn cho dễ các bạn. Còn đây là ớt khô các bạn, chúng ta bỏ phần nữa thôi, còn phần nữa tí xíu mình bỏ lên cá các bạn, để cho nó thấm ớt cho nó cay nó ngon. Nước mắm các bạn, muối và đường. Chúng ta bỏ một muỗng tinh bột nghệ các bạn, để cho con cá nó vàng đẹp các bạn. Rồi sau đó mình sẽ bỏ con cá chim vào các bạn. À quên, còn cái củ đương quy quên cắt ra, để cho nó tí xíu nấu cho nó ra cái tinh dầu trong cái củ đương quy các bạn. Củ đương quy này nó khô luôn, bỏ trong tủ mát các bạn. Thôi giờ mình sẽ bỏ con cá chim vào các bạn. Cá to quá không biết bỏ vô, bỏ không hết đâu các bạn, cho để kê lên luôn các bạn.
biệt lắm, không vô hết được các bạn, tại cái chim to á. Quá to, không biết chín nổi không. Đây là ớt bột để vô lại để lên trên mặt cá các bạn cho nó cay. Phúc cũng có nấu sẵn nồi nước nóng để mình chế hòa nồng nấu cho nó mau chín các bạn. Và rồi các bạn, giờ bỏ một tí bột nghệ lên trên nữa là bắt đầu cái mình sẽ đậy nắp lại các bạn. Cá này chắc khoảng 30 phút nó chín quá, mình đậy nắp lại. Rồi thôi giờ 30 phút các bạn, thôi mình mở ra thử coi nó chín chưa các bạn. Wow, màu đẹp quá các bạn. À, kỵ tử nè, chỗ này là củ đương quy. Wow, wow tử ơi. Wow, cá cũng chín các bạn. Wow, nhìn đẹp ghê luôn các bạn, cái màu tinh mộc nhạy các bạn. Wow, quá trời đẹp luôn các bạn. Nhìn rất hấp dẫn các bạn. Các bạn cứ nấu như thế này nè các bạn, các bạn cho gia đình người ta các bạn ăn á, nó sẽ tăng sức đề kháng nè, rồi bồi bổ sức khỏe, bổ thận tráng dương, hỗ trợ cho những anh em mà bị yếu sinh lý các bạn. Đặc biệt là trong đây có đẳng sâm và củ đương quy các bạn, nó hỗ trợ củ đương quy thì đau nhức mỏi xương khớp các bạn, và đẳng sâm là bổ thận cho nên là nó giúp cải thiện sinh lý rất tốt các bạn. Không biết cái đầu này to quá không biết chín chưa các bạn, chứ thịt này chín rồi. Hôm nay Phúc chúc của các bạn ngày mới tốt lành, hạnh phúc và thành công các bạn. Các bạn xem clip của Phúc hãy nhớ nhấn like, chia sẻ và subscribe ủng hộ chú Phúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thôi đại lợi khoảng 10 phút nữa cho chắc ăn các bạn, chứ giờ thấy nó cũng nguy hiểm quá. Thôi giờ cũng 10 phút các bạn, thôi giờ mình mở nắp ra các bạn. Wow, vậy là cái đầu nó cũng chín rồi các bạn. Thôi giờ Phúc tắt lửa để bắt đầu gấp cá ra, mời các bạn cùng dùng 10 phút nha. Wow, kỳ tử ngon ghê các bạn. Còn đây là trái thơm các bạn. Wow, nó chín nhìn nó cũng ngon ghê. Tất cả trong đây đều ăn được hết á. À, chỉ có củ đương quy nè, nó già quá các bạn, với vỏ quế. Thôi giờ Phúc gấp ra mời các bạn cùng dùng 10 phút nha. Đây nè các bạn. Phúc đã luộc con cá chim xong rồi các bạn. Cá chim luộc cá thơm, đẳng sâm, củ đương quy và kỷ tử nha các bạn. Đây các bạn. Wow, nhìn trái mấy cái lát thơm á, nhìn rất đẹp các bạn. Wow, cá nóng hổi vừa tỏi vừa ăn luôn các bạn, nhìn còn ngon. Ở mé trên á là đẳng sâm các bạn, kỷ tử và cái trái thơm, còn bên kia là cái này là cái củ đương quy các bạn. Wow, đây là dưa hấu để ăn điểm tâm các bạn. Đây là nước mắm ớt thôi các bạn, bữa cơm đạm bạc thôi các bạn, nhưng mà nó sẽ bổ dưỡng và nó giúp tăng cường sinh lý các bạn, rất tốt về sinh lý các bạn. Thì các bạn cứ ăn để tăng lên và giữ hạnh phúc với gia đình các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip của Phúc và đã xem hết clip của Phúc. Phúc xin chúc cho các bạn một ngày mới tốt lành, hạnh phúc và thành công.
Các bạn xem clip của Phúc hãy nhớ nhấn like, chia sẻ và subscribe ủng hộ cho Phúc nhé. Hãy nhớ nhấn chuông để nhận thông báo các bạn. Các bạn hãy mua đặng sâm nè, củ đương quy nè, kỷ tử nè, dỗ quế, đại hồi, đinh hương. Các bạn cứ về nấu những cái món đồ ăn, các bạn nấu ăn nó rất là bổ các bạn, bổ thận các bạn. Đặc biệt là cái to thuốc bắc cầu tiềm gà các bạn, các bạn mua về để thường thường nấu cho gia đình ăn các bạn, thì giúp cho người thân và chồng vợ của các bạn có một sức khỏe tốt, sức đề kháng tốt và sinh lý tốt. Đây các bạn nhìn hấp dẫn lắm. Thôi giờ Phúc mời các bạn cùng nhập tiệc với Phúc nha. Clip đến đây Phúc xin tạm biệt nha. Phúc xin nói lời tạm biệt các bạn, tại vì giờ này cũng phiền, tại nãy đi công việc với các bạn. Về tới đây nấu chín xong, giờ cũng 10 giờ đêm mà. Thôi giờ Phúc ăn miếng cơm xong, Phúc cũng ngủ, mai Phúc đi làm ba giấy tờ cho xong. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye các bạn. Chúc các bạn buổi tối tốt lành, hạnh phúc và thành công các bạn.